Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với game One Road nha mọi người. Thì như các bạn biết á, tôi có một cái video về gọi là trái quỷ mạnh nhất game, đó chính là trái Mochi V2 đúng không? Và khi ra cái ma cà rồng V2 này rồi, nó cũng là một trái mythical lên được V2. Thì liệu là cái trái này nó có xóa ngôi được trái mà, Mochi V2 hay không nhé mọi người? Thì mọi người làm, tôi biết làm thì mọi người cũng biết là hiện tại trái mạnh nhất trong game là trái Mochi V2. Thì thực sự ra thì chúng ta bỏ qua vấn đề đám kiếm đi, thì nó vẫn là một trái quỷ mạnh nhất, đó là trái Mochi V2. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự đối đầu giữa trái Mochi V2 và trái Macaron V2 để chúng ta sẽ tìm ra gọi là trái quỷ mạnh nhất trong game hiện tại nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái ngoại hình skill lên trước nha. Mở cái ngoại hình skill lên trước thì đương nhiên là chúng ta sẽ dùng con mắt nhiều hâu để chúng ta test down, chắc chắn là nó thôi, không ai hết mọi người ạ. Đó, nó mới có chịu nổi cái lượng đam mà to như thế này và gọi là nó có ở ngoài sao thường luôn. Thì chúng ta sẽ test như thế nào? Chúng ta sẽ đánh từ chiêu, nói chung thì video trước thì mình cũng làm khá là kỹ về trái này rồi cho bạn xem lúc mà mình up lên V2 á. Thì hôm nay chúng ta sẽ test đam, nói chung là chúng ta sẽ test đam riêng và trái quỷ, xong rồi chúng ta sẽ test full combo và trái quỷ hai trái luôn và kết hợp bá dương, và nói chung là vẫn xài cái bộ đồ 50% lucky nhé mọi người. Bộ đồ khá là ngon, mình không đụng tới cái bộ đồ kia. Mình không đụng bộ đồ đam này kia tăng đam hay sao hết, mình chỉ xài bộ đồ này thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có trái đầu tiên lên sàn sẽ là trái Macaron nhé mọi người nhé. Mình sẽ bật haki cho nó lên. Đấy. Còn khoảng 600 giây thôi, nếu mà không kịp thì xíu nữa chúng ta sẽ tính sau, hoặc là vào raid coi nếu mà được thì chúng ta vào raid chúng ta đánh hay là như thế nào đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với trái Macaron nhé mọi người. Trái Macaron thì nó sẽ có Z XCVBF như mình đã nói, và chiêu F thì sẽ là chiêu gồng lên được, nhưng mà nó sẽ đánh được luôn nhé mọi người, gồng lên được và đánh được luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bạn coi đam của trái này trước. Đấy, chúng ta sẽ coi đam của trái này trước nhé mọi người nhé. Đó, và trái Macaron này nó có cả hút máu, nó có lẫn đốm nhé mọi người. Chiêu C của nó sẽ là chiêu bay. Đấy, chiêu C của nó sẽ là chiêu bay nhé mọi người nhé. Và lượng đam, để xem lượng đam nó gây ra được thì ở cái video trước là mình làm là nó 3T mấy. Vậy là video này thì nó sẽ có cao hơn hay không, hay là nó 4T hay là như thế nào nhé mọi người nhé. Chắc là mỗi trái chúng ta sẽ test hai lần đi. Được rồi, thì lần đầu tiên nó sẽ đưa ra lượng đam là 3T53 đó. Chúng ta sẽ test thêm hai lần, ba lần gì nữa thì chúng ta sẽ lấy lượng đam to nhất của nó nha mọi người nhé. Chúng ta sẽ test thêm hai lần nữa, hai lần nữa để nó gọi là đưa ra cái lượng đam chính xác nhất nhé mọi người nhé. Ba lần, trong ba lần này lần nào lượng đam to nhất thì chúng ta sẽ lấy lượng đam đó để chúng ta gọi là đưa ra cái kết quả cuối cùng cho cái trái này nhé mọi người nhé. Lần thứ hai sẽ là bao nhiêu? Vẫn là 3T51 mọi người ạ, vẫn là 3T51, không hơn, không gọi là không hơn, không lên được 3T51 là chuẩn. Thì xong rồi mình có thể gọi là mình dùng combo, chẳng hạn mình đi raid đi, đi raid hay gì đó đi, mình coi thử coi cái thời gian mà nó raid của một trái quỷ thì nó sẽ tốn thời gian bao nhiêu lâu nữa, giống kiểu vậy á, hoặc là chúng ta sẽ test ra ngoài này thôi. Đây, giờ chúng ta sẽ làm một lần nữa nha, coi coi nó có chuẩn là 3T51 hay không nhé mọi người. Xong rồi chúng ta sẽ có một full cái combo nha, coi thử cái combo nào nó sẽ gây ra lượng đam to hơn. Ôi, 3T40 vậy mọi người ạ. À, vậy là nó chuẩn là 3T51 là đam to nhất nhé mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mình nghĩ khá là quan trọng á, dành cho những bạn nào mà muốn á. Thường thường thì mấy ông sẽ tính tổng lượng đam đúng không? Đây, đây là tổng lượng đam của trái gì đây, cái trái Macaron V2. Đây, chúng ta sẽ sử dụng. Chết rồi, nó muốn rồi mọi người. Ổn rồi, nó muốn rồi mọi người ơi. Nó muốn rồi. Vậy chúng ta sẽ tính lượng đam chuẩn của nó đi. Chúng ta sẽ tính lượng đam chuẩn của nó là 3T51 đi. Đó. T51 vậy, cái này nó múa là nó tốn 1 phút nữa mới đánh được á mọi người ạ. Nó múa tốn 1 phút mới đánh được. Nó múa hai mươi mấy giây á. Đấy. Nó múa xong rồi gần đánh được luôn rồi. Vậy thôi mình tắt đi một cái nha, mình test lại. Đây, mình tắt đi. Tắt đi là được hết mà. Đây. Chúng ta sẽ chờ chiêu nó hồi nha mọi người nhé. Chúng ta sẽ đánh ngược lên, chúng ta sẽ đánh ngược lại nhé mọi người. Đấy, chờ chiêu nó hồi thì chúng ta đánh ngược lại thôi. Đây, đây sẽ là lượng đam của trái Macaron kết hợp với full combo. Đấy, đánh ngược lại là được thôi mọi người ạ. À, không sao cả. Đấy, 4 giây là nó hồi luôn rồi này. Đấy, chúng ta còn cái chiêu này chúng ta chưa đánh nè.
ít phát nữa. Đó. Đang nó đưa ra là bao nhiêu? 40T hay không? 39T mọi người ạ, 39T. 39T vào hit là 1000 mấy chục hit á. Cũng khá là ghê gớm á chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trái quỷ thứ hai. Đó, một trái đối trọng của nó nha mọi người, đó chính là trái Mochi. Thì trái Mochi thì tôi mới vừa đi xin để tôi làm clip cho mọi người xem. Không phải đi xin đi chay chứ. Lộn. Tôi lấy trái kia tôi đi chay ấy. Đây, chúng ta sẽ ăn trái Mochi rồi nha. Ăn trái Mochi vào thì không biết là chúng ta ăn trái Mochi vào nó đổi bung mọi người ơi. Phải cả trưởng. Ôi giời ơi, thế này có thể là nhiều khi chúng ta nhận được cái bung của cái ma cà rồng. Chết rồi, thôi cãi đi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trái ma cà rồng nha mọi người á. Ui nó có đám đốt nè mọi người ơi. Chết rồi, lỗi bung rồi, hỏng rồi mọi người ơi. Có khả năng cao trái Mochi nó sẽ gọi là mạnh đó nha. Nhưng mà mình thấy cái nó cũng không gọi là không ăn thua lắm mọi người ơi. Trái Mochi nó không ăn thua rồi. Đường Nam trái Mochi đưa ra chỉ có một T32 thôi mọi người à. Chiêu C đó là chiêu lăng rồi. Một T32 thôi. Vậy là bây giờ chúng ta tìm ra trái quỷ mạnh nhất trong game hiện tại là 6 ngôi rồi mọi người. Nhìn như vậy thôi mọi người cũng biết là trái nào nó to hơn rồi đúng không? Như vậy thôi là biết trái nào đang nó to hơn rồi. Ôi giời ơi, thế này thì hỏng người rồi. To cũng khá là to chứ. Này, nói chung là một T32 khá là yếu mọi người, giờ test thêm bao nhiêu lần nữa mà không biết là nó có nhận được cái lượng boost từ cái kia hay không thôi. T32 mọi người ạ, nó không hơn được đâu. Ui, một T32, 33, T39, một T43. Ồ, vậy là cũng là ngẫu nhiên à. Cũng ngẫu nhiên đó mọi người ạ, ảo thật đấy. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ lên full combo với nó nhé mọi người. Chúng ta sẽ lên full combo. Thôi, làm đúng rồi, làm đúng 3 lần nha. 3 lần xem chúng ta sẽ lên full combo nhé mọi người nhé. Tìm ra được một cái quỷ mạnh nhất game rồi mọi người ơi. Đó chính là cái mặt cà rồng. Cái Mochi thì bây giờ thôi chúng ta lại bỏ nó vào một chỗ thôi mọi người ơi. Bỏ nó vào không cái Mochi thất tỉnh nó cũng cực kỳ khó nha. Nhưng mà sau khi một trái quỷ thứ hai nó ra mắt thì trái Venom này rất là dễ hết cảnh nha mọi người. Cái tỷ lệ drop mạnh của nó là 4% á. Tỷ lệ drop mạnh của nó là 4% nha mọi người. Ôi vậy chúng ta sẽ lấy chuẩn của nó là 1T41. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là full combo nha. Full combo hay lượng nam nó đưa ra sẽ là như thế nào để mình chờ nó hồi chiêu các mọi người nhé. Hồi còn khoảng 20 mấy giây á thì lúc đó chúng ta sẽ đánh này nó sẽ dễ hơn. Rồi nói chung thì trái nào ra sau thì trái đó mạnh thôi mọi người, trái nào ra sau trái đó mạnh, trái nào ra trước thì trái đó thiệt. Mochi V2 lúc trước mọi người thấy nó kinh khủng đến như vậy đúng không, mà khi những cái khác có ra chết rồi, hết Haki Bá Dương rồi mọi người ơi. Mà hết Haki Bá Dương thôi mình cũng nghĩ mình cũng cắt khúc cơ đỡ clip được luôn á, tại vì giờ mọi người thấy không, một cái nó là bao nhiêu, một cái nó là thôi để hết 6 mấy giây đánh luôn cũng được, tự nhiên bỏ giữa chừng 6 mấy giây mà kia còn 9 mấy giây nữa vẫn ổn. Một trái nó đánh là 3T bao nhiêu ta, một trái nó đánh là 3T61, một trái nó đánh 1T4 thì cho dù test 80 lần đi chăng nữa thì nó cũng yếu hơn thôi mọi người ạ. Một trái 1T4, một trái 1T3, T61 thì nó đã hơn gấp đôi rồi mọi người ạ. Nó đã hơn gấp đôi rồi, giờ mọi người test cỡ nào thì nó cũng thế thôi. Thôi nhưng mà để làm gọi là đầy đủ chiêu thức, đầy đủ gọi là quy trình, gọi là chứng minh xác thực ấy, thì bây giờ mình sẽ chờ nha. Chờ hồi Haki Bá Dương lại, tôi làm lại phát cho mong coi. Yoru này thì tôi sẽ cố gắng lấy trong tương lai, mọi người yên tâm này, có thể là video sau ngay video này sẽ là video Yoru, sẽ hứa với mọi người luôn, nhưng mà không biết khi nào đốt thì thôi. Yoru mạnh lắm mọi người, Yoru sẹt sẹt cái 50T đạp ấy, mạnh lắm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lên Bá Dương nha, chúng ta sẽ test lại nha mọi người nha.
là phải đúng lịch trình nè, rõ ràng cho mấy ông chứ làm sao mà bỏ được, đúng không? Nhiêu đây? 30T thôi mọi người ạ, 31T luôn. Đó. Thì mọi người nhìn thì mọi người cũng biết là trái nào hơn, mạnh hơn, nó mạnh hơn cả 10T đam á mọi người ạ. Cua. Thôi được rồi, thì mình sẽ kết thúc cái video gọi là so sánh cái trái Macaron V2 và cái trái Mochi V2. À, Macaron thì vừa được up, mình vừa làm được cái sáng cho mọi người xem. Còn trái Mochi là trái cũng khá là ok, mạnh hơn. Hình như là nó mạnh hơn cái Luffy G4 Stagman đó nha. Đó, thấy vậy thôi, nhưng mà bây giờ lại có trái mạnh hơn nữa rồi. Nhưng mấy ông thấy nó 4-5T gì chứ mấy ông kia nó yếu, nhưng mà thực sự do là cái kiếm nó quá mạnh nên mọi người thấy nó yếu thôi, chứ nó không yếu đâu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha, bye bye.